Hả? À, chưa chỉ cái nút là mình không có đo được cái tầm. Ê, cái vẹt nó cướp blue mình rồi đó hả? Ê Lin, Khánh không để ý mọi người ơi. Khánh mải ăn red quá. Ê, Khánh bị mất tập trung bởi cái ấy quá. Bởi cái phím của Khánh. Không nên trộm cắp. Trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn, có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người khác. Hay không để ý thật anh em ạ, sorry anh em. Không chết không kìa. Xui vậy. Ok, Lucian. Dấu tên 213 đã uy scan 10.000 đồng. MOIN AMG 3m Antet. Ai da. Khánh hơi lỗi nhẹ. Khánh hơi lỗi nhẹ. Thôi lần sau Khánh không dùng với Queen nữa anh em nhắc Khánh nhá. Khép góc thôi được rồi, không cần phải dùng với Q đâu. Khánh game này kiểu chả phải làm gì ấy, mid top anh hay quá. Mình đọc đi ăn rừng à. Thả sứ giả lấy trụ luôn anh em ơi, trụ mid lấy luôn không có bị gì nhá. Trụ top ấy nhiều khi mình ngại cái việc lấy trụ luôn, nhưng mà trụ mid thì anh em lấy được lúc nào cứ lấy. Nhưng mà top thì phải suy nghĩ nha. Top phải nhìn thế trận, nhìn xem mid boss mình như nào, không mid boss bên kia như nào. Top thì phải suy nghĩ thôi chứ. Trụ mid thì cứ đớp. Bây giờ mình đang kiểu bị nghiền con Diana ấy, con cạo mọc con à. Kiểu đánh nó kiểu bị thoải mái kiểu gì anh em. Chả phải làm gì nhiều à, quy đúc, thậm chí dùng chiêu trượt chả sao. Chả ai mắng gì mình, tại chiêu nó khó trúng mà. Chắc là mình rờ thằng kia không có mất, không có mất đấy. Giờ, vậy nên cái đẹp không xuống mà hai thầy lên sao được. Ơ sao mất đấy tôi rồi. Ủa tôi tưởng à, thằng kia W không có mất cái R của tôi cơ. Mất được cái R anh em ạ. Cái đấy không phải là nó đã đi ra out tầm đâu, mà W mất cái R đấy. Ờ, Lucian chết à. Má, ngàn tiền. Tăng thêm một E nữa đi, cho đỡ phá được cái giáp. Team nó điên rồi. Tụi mày điên rồi. Ok. Chết con Lulu. Team mình đang hơn nhiều tiền lắm anh em ơi. Cái bảng bảng mạng gục này chẳng nói cái gì cả.
dừng gấp đôi lính, mid gấp đôi lính, AD hơn 30, top hơn 40. Trời ơi trời, nhìn cái lượng lính chênh lệch mà xem. Hơn hàng bao tiền đấy, không có trụ nữa. Đây là trận đấu điển hình của việc màng hàng gục chẳng nói lên điều gì cả. 17-18, chỉ nhìn màng hàng gục thì nghĩ là cân. Tại sao không đẩy mid nhỉ? Mình nghĩ không cần thiết em Baron pha này. Phải cứ thẳng mid lên bọn nó lô máu, mình vô trụ mình đánh luôn. Ra Baron thì vẫn tập cái thế bọn nó ra kịp à? Hoặc là không. Ờ, không ra kịp. Anh Maiden quả thực là một quyết định đúng đắn mà. Thôi, rồi xong thì mày bị trói. Ơ, thì mình đâu hết rồi. Con Lulu này. Thì ra mày. Mày né đi. Né đi. Né đi. Chả cần tốc biến đâu. Nhưng mà chả ra tên mình đổi hòa anh em ạ. Lỗ đấy. Hỏi tốc biến. Năm một phiên đèn chế rồi. Let's go, baby! Kapoom! Game đối với Khánh dễ quá! Má xét nó hơi chiến. Good! Good, bro! Tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi.